Hà Thanh Xuân xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Tiếng Nga và welcome to Thái Lan. Hiện tại thì Hà Thanh Xuân đã có mặt tại Thái Lan, ở tại thành phố Bangkok thưa quý vị, để chuẩn bị cho show diễn vào ngày 15-16 tháng 10 của Trung tâm Tiếng Nga Paris by Night 134, lời cảm ơn của nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Và hôm nay thì Hà Thanh Xuân cảm thấy là không khí ở tại Thái Lan và nó rất là tuyệt vời. Và mọi thứ đã như sống lại sau đại dịch thưa quý vị. Hiện tại thì Hà Thanh Xuân đang đứng ở trong sân bay thì quý vị cũng thấy được cảnh rất là nhộn nhịp và rất là nhiều chuyến bay. Thì Hà Thanh Xuân hy vọng là ngày 15-16 chắc chắn là tất cả quý vị cũng sẽ đến rất là đông đủ cùng với lại đại gia đình Thúy Nga trong show diễn lần này. Thì Hà Thanh Xuân cũng xin chia sẻ thêm là đây là lần thứ hai Hà Thanh Xuân được có dịp quay trở lại với Thái Lan. Lần đầu thì Xuân chỉ là đi chơi thôi, nhưng mà lần thứ hai này thì đặc biệt hơn rất là nhiều. Hà Thanh Xuân được góp mặt trong một chương trình rất ý nghĩa cùng với lại đại gia đình Thúy Nga. Và rất mong quý vị sẽ luôn yêu thương Trung tâm Thúy Nga cũng như là ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ủng hộ cho Hà Thanh Xuân trong những tiết mục sắp tới của mình ra mắt quý vị vào ngày 15-16 tháng 10 ở tại Thái Lan, Bangkok nha quý vị. Và we love you, thank you.